Xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Điểm tin cuối ngày của Sun TV. Chương trình tối hôm nay, ngày 7 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây. Giải cứu bé gái bị cha và người tình đánh gãy tay bằng tiếng khóc cơ thể. Ô tô tông đâm xe dừng đèn đỏ, ba người bị thương. Kỳ lạ, nữ bệnh nhân có hàng nghìn khối u khắp cơ thể. Chùa phá giới, ăn thịt chó, đánh bài ăn tiền. Sư trụ trì thừa nhận có đánh bài nhưng đã lâu. Giá vàng giật nhẹ đầu tuần. Trung Quốc ra tay trả đũa thị thực đối với truyền thông Mỹ. Và sau đây sẽ là phần thông tin chi tiết. Thưa quý vị, sau nhiều giờ thuyết phục không thành công thì công an tỉnh Bắc Ninh đã đột nhập và giải cứu thành công bé gái 6 tuổi bị bố đẻ và người tình giữ trong nhà đánh gãy tay phải, bầm tím cơ thể. Khoảng 8 giờ ngày 5 tháng 9, bà Hương, 78 tuổi, nghe thấy tiếng gào thét và cầu cứu của cháu nội là A, 6 tuổi, ở tại nhà con trai bà là Đặng Trung Kiên, 47 tuổi. Thấy tiếng kêu cứu của cháu, bà Hương gọi cửa nhưng Kiên không mở. Ngay sau đó, bà Hương đã báo cho cơ quan chức năng. Mặc dù tổ công tác thuyết phục nhiều giờ nhưng Kiên ngoan cố khóa chặt các lớp cửa. Khoảng hơn 18 giờ cùng ngày, lực lượng công an đột nhập vào nhà và phát hiện người tình của Kiên đang giữ cháu A trên giường. Ngay lập tức, tổ công tác đã khống chế nương và giải cứu thành công cháu A. Tại bệnh viện, khắp cơ thể cháu A có nhiều vết bầm tím, trong đó tập trung nhiều ở vùng lưng, cánh tay phải, gãy 1/3 giữa xương. Bước đầu điều tra, xác định Đặng Trung Kiên đã đánh đập, bạo hành cháu A nhiều ngày. Khám xét nhà Kiên thì thu giữ khoảng 7,7 gram ma túy các loại và nhiều tang vật liên quan đến việc bạo hành cháu A. Chưa hết, trong quá trình truy bắt Kiên, cơ quan công an thu một khẩu súng K-59 có một hộp tiếp đạn 7 viên, trong đó có một viên đã lên nòng. Một bộ tiếp đạn bên ngoài có 7 viên đạn, 2 dao, 1 cân tiểu ly và khoảng 1.007 gram ma túy tổng hợp. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Tối ngày 6 tháng 9, một ô tô 7 chỗ đã tông vào 3 xe máy và 2 xe tải đang dừng chờ đèn đỏ ở giao lộ tại khu công nghiệp Vĩnh Lộc, thành phố Hồ Chí Minh. Vụ va chạm đã khiến 3 người bị thương. Khoảng 20 giờ 30, trong cơn mưa lớn, tài xế lái ô tô 7 chỗ chở 2 người đàn ông trên đường số 7 trong khu công nghiệp Vĩnh Lộc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến giao lộ đường số 4, cách quốc lộ 1A chừng 1 km, ô tô tông 3 xe máy, 2 xe tải đang chờ đèn đỏ. Tại hiện trường, các xe máy nằm ngổn ngang, mảnh vỡ văng tung tóe, ba ô tô đều hư hỏng đầu và đuôi. Trong đó, xe 7 chỗ bị biến dạng phần đầu, bung túi khí, tài xế bị thương được đưa đi cấp cứu cùng hai người đi xe máy. Một nhân chứng kể lại, hai người đi xe máy bị tông văng xuống đường bất tỉnh, tài xế ô tô khoảng 40 tuổi thì gục trên vô lăng. Theo đó, đến khuya, cảnh sát giao thông đã hoàn tất khám nghiệm và di dời 6 xe khỏi hiện trường. Thưa quý vị, nữ bệnh nhân có hàng nghìn khối u trên khắp cơ thể. Theo các bác sĩ thì người phụ nữ này mắc căn bệnh mang tính di truyền hiếm gặp, các khối u có thể xuất hiện ở mọi vị trí trên cơ thể. Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y khoa Vinh, Nghệ An vừa tiếp nhận nữ bệnh nhân T bị u sợi thần kinh với hàng nghìn khối u lớn nhỏ khắp cơ thể. Người bệnh gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt và làm việc. Đặc biệt, một số khối u lớn chèn ép gây ảnh hưởng đến các cơ quan khác. Theo các bác sĩ, u sợi thần kinh mang tính di truyền hiếm gặp, xuất phát từ việc rối loạn di truyền ở nhiễm sắc thể. Các khối u hay gặp dưới da, chúng còn xuất hiện ở mí mắt khiến người bệnh không thể nhìn vì bị che lấp. Hiện tại, bệnh u sợi thần kinh chưa có cách điều trị đặc hiệu. Bệnh nhân được điều trị triệu chứng bằng thuốc, phục hồi chức năng hoặc phẫu thuật. Phẫu thuật là cách điều trị bệnh u sơ thần kinh được chỉ định trong những trường hợp nặng, phức tạp. Bệnh nhân phải thực hiện nhiều lần để lấy hết khối u. Xạ trị và hóa trị cũng là cách chữa bệnh u sợi thần kinh được sử dụng khi chúng chèn ép, ảnh hưởng tới chức năng sống, ung thư hóa không thể phẫu thuật. Vật lý trị liệu là phương pháp được sử dụng khi những khối u chèn ép ảnh hưởng tới chức năng vận động, cảm giác của người bệnh. Mạng xã hội đang xôn xao trước bài viết cho rằng một số tăng trong chùa Long Thành, tỉnh Vĩnh Long đã phá giới, đánh bài ăn tiền, ăn thịt chó gây bức xúc. Sư trụ trì thừa nhận có đánh bài nhưng đã lâu. Cư dân mạng dậy sóng bởi bài viết kèm clip cùng nhiều hình ảnh cho rằng một số tăng, sư thầy trong chùa Long Thành phá giới, thiếu chuẩn mực. Bài viết của Facebooker HB cho rằng vị trụ trì chùa Long Thành đã phá giới, tổ chức chứa chấp đánh bài ăn tiền, nhậu nhẹt ăn thịt tại chùa, hành hung người già neo đơn được nuôi tại chùa, thậm chí còn tố cả hành vi vi phạm pháp luật, kèm theo đó là nhiều clip, hình ảnh liên quan. Ngoài ra còn có clip quay cảnh bếp ăn với thực phẩm thịt, cá, một bà lão tố cáo bị sư phụ đánh. Đại đức Thích Thiện Tâm, trụ trì chùa Long Thành cho biết sự việc trên hoàn toàn là xuyên tạc. Theo đó, sư trụ trì nói rằng không biết, không nghe nói, ở đây dưới quê đâu có bài bạc gì, nó là nhóm chuyên phá chùa. Thế nhưng trong ngày 4 tháng 9, Đại đức Thích Thiện Tâm đã viết bản tường trình gửi Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long. Bản tường trình thừa nhận, thông qua bài viết có đề cập đến vấn đề đánh bài của một số tăng trong chùa. Sự việc này đã xảy ra cách đây 4 năm,
trong hình là chú cư sĩ tên Nhật. Hiện tại chú đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, cùng với vài chú nhỏ đang đánh bài trong dịp Tết với hình thức là vui chơi giải trí, không mang tính chất sát phạt, ăn tiền, con không hay biết. Còn về vấn đề đánh người đang nuôi dưỡng trong chùa và chọn trai là hoàn toàn bịa đặt, xuyên tạc. Theo đó, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long sẽ chỉ đạo Công an huyện Long Hồ làm rõ vụ việc. Trưởng Công an huyện Long Hồ thì khẳng định đang chỉ đạo lực lượng an ninh xác minh làm rõ. Giá vàng giật nhẹ đầu tuần, kim loại quý ngày 7 tháng 9 tăng giảm liên tục trong biên độ hẹp. Các nhà đầu tư e dè khi tham gia vào thị trường khi giá vàng SJC cao hơn thế giới 2,5 triệu đồng một lượng. Ngày 7 tháng 9, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC tăng giá mua vàng miếng SJC 100.000 đồng một lượng lên 55,85 triệu đồng một lượng và bán ra tăng 50.000 đồng một lượng lên 56,75 triệu đồng một lượng. Hệ thống cửa hàng vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNG tăng giá mua vàng miếng SJC 100.000 đồng một lượng lên 56 triệu đồng một lượng, còn chiều bán ra vẫn giữ nguyên ở mức 56,7 triệu đồng một lượng. Các đơn vị kinh doanh vàng miếng kéo chênh lệch giá mua và bán còn 700.000 đồng đến 1 triệu đồng mỗi lượng, nhưng nhà đầu tư vẫn e dè tham gia thị trường khi vàng SJC cao hơn thế giới đến 2,5 triệu đồng một lượng. Theo đó, vàng vẫn chưa xác định được hướng đi và khả năng thị trường sẽ trầm lắng trước khi thị trường Mỹ nghỉ lễ lao động. Các công ty công nghệ hàng đầu Trung Quốc vào tầm ngắm của Mỹ. Phía Trung Quốc cho biết có thể cắt giảm dần lượng nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ khoảng 20% xuống 800 tỷ USD. Trung Quốc là nước lớn thứ hai nắm giữ giá trị trái phiếu chính phủ Mỹ khoảng 1.074.000 tỷ USD vào cuối tháng 6. Thưa quý vị, trong cuộc trả đũa mới nhất giữa Bắc Kinh và Washington, giới chức Trung Quốc đã áp đặt giới hạn thị thực đối với các nhà báo nước ngoài đang làm việc tại các tổ chức báo chí của Mỹ tại Trung Quốc. Trong tuần qua, khi tiến hành quy trình gia hạn thẻ nhà báo để làm việc ở Trung Quốc, một số phóng viên chỉ nhận được bức thư thông báo đơn đăng ký của họ đang được xử lý, thay vì tấm thẻ mới. Họ được yêu cầu mang theo lá thư này cùng với thẻ nhà báo đã hết hạn trong khi tác nghiệp nhằm chứng minh thân phận của mình, vì thị thực Trung Quốc gắn liền với thẻ nhà báo. Những phóng viên trên giờ đây chỉ được thị thực lưu trú trong thời gian 2 tháng, trong khi trước đây là 1 năm. Không dừng lại ở đó, giới hữu trách Trung Quốc nhấn mạnh rằng giấy tờ chứng minh tạm thời cũng như thị thực có thể bị thu hồi bất kỳ lúc nào, đẩy các nhà báo đến tình trạng hoang mang, không rõ họ còn công tác tại Trung Quốc trong thời gian bao lâu. Phía giới hữu trách Trung Quốc cho hay đây là biện pháp trả đũa cách hành xử của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với các nhà báo Trung Quốc đang làm việc trên đất Mỹ. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Điểm tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Hãy nhớ nhấn nút like và subscribe cho Sun TV để cập nhật những tin tức mới nhất. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!